Thưa quý vị và các bạn, sáng 19 tháng 5, hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Đông Á, thành phố Đà Nẵng đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm kêu gọi bảo vệ hòa bình trên Biển Đông. Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Đà Nẵng đã trao đổi với sinh viên về tình hình Biển Đông, cung cấp thông tin tài liệu chính xác về chủ quyền của Việt Nam đối với vùng biển mà phía Trung Quốc đang hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 bất hợp pháp, qua đó định hướng tư tưởng cho sinh viên, khơi dậy niềm tự hào của thế hệ tuổi trẻ về truyền thống dân tộc và thể hiện lòng yêu nước nồng nàn bằng những hành động tích cực. Cũng tại chương trình này, thông qua hội nghề cá thành phố, sinh viên Trường Đại học Đông Á đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, với ý nghĩa mỗi con tàu gắn cờ Tổ quốc vươn khơi chính là sự khẳng định mạnh mẽ nhất về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Hơn 1.000 sinh viên cũng đã tham gia ký tên kêu gọi bảo vệ hòa bình trên Biển Đông và cùng hòa giọng qua những bài hát thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng tự tôn dân tộc.